Cá là một trong những sinh vật hấp dẫn nhất từng tồn tại trên trái đất. Với mỗi loài, cá đó tuyệt chủng và đang sống đều khác nhau. Nếu bạn cho rằng các loài cá hiện đại rất hấp dẫn, hãy đợi cho đến khi bạn tìm hiểu về những loài sinh sống ở vùng nước cổ xưa của trái đất thời tiền sử. Từ độ sâu bí ẩn của kỷ Devon cho đến bức tranh rực rỡ của biển kỷ phân trắng, những cư dân thủy sinh cổ đại này đã sinh sống ở một thế giới rất khác so với thế giới của chúng ta, để lại di sản phong phú được ghi trong hồ sơ hóa thạch. Trong những thời kỳ này, các đại dương trên trái đất là nhân chứng cho sự xuất hiện của các loài động vật có xương sống sơ khai, tổ tiên của các loài cá đa dạng mà cuối cùng sẽ sinh sống ở vùng biển hiện đại của chúng ta. Khi chúng ta khám phá bức tranh phức tạp về loài cá thời tiền sử này, chúng ta thấy mình đang ở ngã rẽ giữa những nghiên cứu khoa học và kỳ quan giàu trí tưởng tượng. Một loài cá phù hợp chính xác với mô tả này là Stegocanthus, một loài cá mập tả tuyệt chủng từ kỷ Devon muộn đến kỷ Carbon muộn. Dấu tích hóa thạch của Stegocanthus được tìm thấy trong các loại đá có niên đại Carbon ở bang Ohio, Hoa Kỳ. Loài cá mập thời tiền sử này sống vào thời kỳ hậu Devon đến đầu kỷ Carbon, khoảng 358 đến 382 triệu năm trước. Phát hiện ban đầu về hóa thạch của Stegocanthus đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về hệ sinh thái biển cổ đại và bổ sung thêm một chương độc đáo vào sự hiểu biết của chúng ta về cuộc sống thời tiền sử. Loài này được phân loại là độc nhất vì nhiều lý do, đặc biệt là vẻ ngoài khác biệt của nó. Hãy ấn like và subscribe như một sự ủng hộ tinh thần cho anh em Wallshare để chúng ta cùng bước vào những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Nghiên cứu giống loài. Kích thước của Stegocanthus phụ thuộc vào loài được đề cập, đó là Stegocanthus ontonensis dài khoảng 1,5m và Stegocanthus productus dài khoảng 3m. Các chuyên gia tin rằng loài cá này thể hiện một số mức độ di hình giới tính, ám chỉ khả năng con đực nhỏ hơn con cái. Sự di hình giới tính này là một hiện tượng phổ biến trong thế giới động vật, gợi ý về những khác biệt tiềm ẩn trong hành vi và vai trò sinh thái giữa hai giới. Sự vấn mặt của các mô mềm được bảo tồn trong hóa thạch Stegocanthus khiến việc xác định màu sắc chính xác của nó trở nên khó khăn. Hóa thạch chủ yếu chứa xương và răng khoái hóa. Đây là chìa khóa để hiểu giải phẫu và cấu trúc của chúng. Mặc dù không thể xác định trực tiếp màu sắc từ các hóa thạch, nhưng các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra các phương pháp cải tiến để suy ra sắc tố tiềm ẩn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả so sánh với các loài còn tồn tại. Mặc dù những họ hàng đương đại này có thể không giống trực tiếp với Stegocanthus, nhưng chúng có chung tổ tiên và một số đặc điểm nhất định. Bằng cách nghiên cứu các kiểu sắc tố của loài cá mang tấm hiện đại, các nhà khoa học có thể đưa ra những giả thuyết sáng suốt về màu sắc có thể có của Stegocanthus. Xem xét vai trò sinh thái của môi trường sống có thể có của loài cá mập này là điều cần thiết để hiểu được màu sắc của nó. Nếu Stegocanthus sinh sống ở vùng nước nông ven biển, thì chiến lược ngụy trang đã ảnh hưởng đến màu sắc của nó. Che bóng, một hình thức ngụy trang phổ biến liên quan đến việc có sắc tố đậm hơn ở mặt trên và sắc tố nhạt hơn ở mặt dưới, giúp hòa hợp với môi trường xung quanh và trốn tránh những kẻ săn mồi. Bộ răng của Stegocanthus có thể hiện một khía cạnh hấp dẫn khác trong sinh học của nó. Răng của nó được bảo quản cẩn thận trong hồ sơ hóa thạch, cung cấp những hiểu biết có giá trị về thói quen ăn uống và sở thích của nó. Sinh vật có răng hình xoắn ốc, nơi các răng riêng lẻ được tách ra. Những chiếc răng này gợi ý về lối sống săn mồi, với khả năng loài cá này săn các sinh vật thủy sinh nhỏ hơn trong môi trường biển cổ xưa của nó. Những phát hiện này làm sáng tỏ các tương tác sinh thái đã hình thành nên hệ sinh thái dưới nước cổ xưa và đưa ra manh mối về vai trò của loài săn mồi này trong đó. Giống như nhiều loài cá tiền sử và hiện đại khác, Stegocanthus có vây. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của loài cá mập này là vây lưng kỳ dị, giống như cái đe hoặc một cái bàn ủi hay là cái bàn chải gì đó. Vây bao gồm một loạt các tia vây hoặc gai tạo nên vẻ ngoài đặc biệt. Những tia vây này có thể được cấu tạo từ sụn, giống như phần còn lại của bộ xương cá. Vị trí độc đáo của vây lưng được cho là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa và sự thích nghi đặc biệt đã giúp Stegocanthus điều hướng hệ sinh thái và hoàn thiện môi trường sinh thái của nó. Câu hỏi chính xung quanh vây lưng của loài cá mập này là chức năng của nó là gì? Các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số lý thuyết, mỗi lý thuyết làm sáng tỏ vai trò tiềm năng của cấu trúc độc đáo này. Một số lý thuyết phổ biến cho rằng vây lưng là một đặc điểm lưỡng hình giới tính với cấu trúc trang trí công phu nhằm mục đích thu hút bạn tình. Nơi sống và phân bố. Hóa thạch Stegocanthus được phát hiện ở một số lục địa, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phân bố của nó trong kỷ Devon. Dấu tích hóa thạch được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, cho thấy tính chất rộng khắp của môi trường sống của loài sinh vật cổ đại này. Ở Bắc Mỹ, đặc biệt là trong các khu vực của đại dương cổ đại, được gọi là lưu vực Appalachian,
hóa thạch Stethacanthes đã được khai quật. Những phát hiện này cho thấy loài này sinh sống ở vùng nước nông ven biển của khu vực này, nơi nó có thể chia sẻ môi trường sống với các dạng sinh vật biển sơ khai khác. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Montana và Ohio vẫn chưa được mô tả trong gần một thế kỷ. Hóa này cuối cùng đã được định nghĩa vào năm 1974 bởi Richard Lynn. Ở châu Âu, hóa thạch của Stethacanthes đã được tìm thấy ở những nơi như Scotland, một phần của vùng đất Laurasian, trong kỷ Devon. Phát hiện hóa thạch Stethacanthes ở những địa điểm này nhấn mạnh sự phân bố toàn cầu và sự thích nghi của nó với môi trường nước đa dạng. Sinh vật này sống khi các đại dương trên trái đất khá khác so với ngày nay. Kỷ Devon đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng trong hệ sinh thái biển, với các rạn san hô và các sinh vật biển khác phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là thời kỳ đa dạng thực vật ngày càng tăng, với sự xuất hiện của nhiều loài thực vật trên cạn có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước. Stethacanthes có khả năng sinh sống ở môi trường gần bờ, bao gồm vùng nước nông ven biển và cửa sông. Sự hiện diện của các hóa thạch bảo tồn tốt ở những khu vực này cho thấy sự ưa thích của nó đối với những môi trường sống như vậy. Những khu vực như vậy sẽ mang lại cho loài này nhiều cơ hội săn mồi và tận dụng nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Cơ thể giống cá mập của Stethacanthes được sắp xếp hợp lý, cho thấy khả năng di chuyển trong nước tương đối dễ dàng. Răng của nó có răng cưa tinh xảo, được phát triển để bắt và săn các loài cá bao gồm cá nhỏ, động vật giáp xác và các loài sinh vật biển nhỏ khác. Hành vi và chế độ ăn. Nghiên cứu hành vi xã hội của các sinh vật cổ đại như Stethacanthes đi kèm với những thách thức cố hữu do hồ sơ hóa thạch hạn chế và nhu cầu quan sát hành vi trực tiếp. Hóa thạch cung cấp những hiểu biết có giá trị về các đặc điểm vật lý, những hành vi như giao phối, giao tiếp và tương tác với các loài khác không hề dễ dàng được lưu trữ trong hồ sơ hóa thạch. Các nhà nghiên cứu phải dựa vào sự so sánh với các loài còn tồn tại và suy đoán không có bằng chứng cụ thể để xây dựng kịch bản hợp lý cho hành vi xã hội của Stethacanthes. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng, mặc dù việc quan sát động vật hiện đại có thể cung cấp cơ sở cho các lý thuyết, những hành vi của các loài cổ đại có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường, đặc biệt và áp lực tiến hóa. Để hiểu được cấu trúc xã hội của Stethacanthes, đòi hỏi phải ngoại suy từ các đặc điểm thể chất của nó và so sánh với các loài hiện đại. Với những chiếc vây lưng độc đáo, có thể những chiếc vây này đóng một vai trò trong việc thu hút bạn tình và thiết lập sự thống trị. Các lý thuyết về mục đích của vây này đã thay đổi từ mục đích trưng bày cho mục đích giao phối đến sự ổn định của loài cá này khi nó di chuyển trong nước. Hơn nữa, nếu Stethacanthes thể hiện được hành vi lãnh thổ, vậy cái vây lưng này có thể đóng một vai trò trong các tương tác giữa các loài. Những con đực có thể sử dụng những chiếc vây này để đe dọa những con đực đối thủ hoặc để khẳng định quyền thống trị trên một số vùng lãnh thổ nhất định. Hành vi này có thể rất quan trọng để tiếp cận các nguồn tài nguyên và bản tinh trong một môi trường có khả năng cạnh tranh gay gắt. Xét đến vị trí của nó trong chuỗi thức ăn biển của kỷ Devon, Stethacanthes có thể chiếm một vị trí thích hợp tương tự như các loài săn mồi bậc trung ngày nay. Nó sẽ nhắm vào các mục tiêu là các loài cá nhỏ hơn, động vật giáp xác và động vật không xương sống dưới nước. Cấu trúc giống như bàn chải trên vây lưng của nó có thể đã hỗ trợ duy trì sự ổn định trong khi săn mồi, hoặc đó có thể được sử dụng như một cơ quan cảm giác để phát hiện các rung động trong nước, một khả năng thích ứng quan trọng để xác định vị trí con mồi. Về cơ chế kiếm ăn, các nhà nghiên cứu tin rằng Stethacanthes có chế độ ăn thịt, chủ yếu bao gồm các sinh vật thủy sinh nhỏ. Cấu trúc răng của nó cho thấy sự thích nghi với việc nắm và giữ con mồi trơn trượt, giống như cá mập hiện đại. Mặc dù các con mồi cụ thể của Stethacanthes vẫn chưa được biết rõ ràng, nhưng việc so sánh với các loại cá mập cổ đại và hiện đại khác mang lại những hiểu biết có giá trị về sở thích săn mồi của chúng. Vòng đời của Stethacanthes. Các nhà khoa học biết rất ít về các giai đoạn đầu đời của Stethacanthes do rất hiếm các hóa thạch được bảo quản tốt mô tả các giai đoạn phát triển ban đầu này. Hóa thạch của Stethacanthes non rất khan hiếm, khiến việc tái tạo hình dáng và hành vi của loài cá mập trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng này trở nên khó khăn. Khi Stethacanthes trưởng thành, thói quen kiếm ăn của nó có thể sẽ phát triển. Stethacanthes non có thể chủ yếu ăn các sinh vật thủy sinh nhỏ hơn như cá và động vật không xương sống. Khi lớn lên, chúng có thể chuyển sang con mồi lớn hơn, có khả năng chiếm vị trí trung bình trong chuỗi thức ăn của biển kỷ Devon. Các hành vi giao phối và tán tỉnh chính xác của Stethacanthes vẫn chỉ là những suy đoán do thiếu bằng chứng hóa thạch trực tiếp. Tuy nhiên, gai vây lưng có thể là một số hình dạng tán tỉnh phức tạp hoặc sự tương tác giữa con đực và con cái trong quá trình sinh sản. Đặc điểm này đã khiến các nhà khoa học suy đoán về mục đích của nó với các lý thuyết khác nhau, từ việc thể hiện trong các lần tán tỉnh đến giúp gắn kết con đực với con cái trong quá trình giao phối. Bất chấp bản chất bí ẩn của mình, Stethacanthes cuối cùng đã tuyệt chủng, biến mất khỏi hồ sơ hóa thạch vào khoảng cuối kỷ Devon. Nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này vẫn chưa rõ ràng,
nhưng việc thay đổi điều kiện sinh thái, sự thay đổi động lực học của kẻ săn mồi và con mồi hoặc các yếu tố môi trường khác có thể đóng vai trò nào đó. Tiến hóa và lịch sử. Stethacanthus xuất hiện vào cuối kỷ Devon khoảng 375 triệu năm trước. Thời kỳ này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tiến hóa của đời sống thủy sinh khi nhiều loài khác nhau thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi. Stethacanthus nổi bật như những đặc điểm khác thường. Đáng chú ý là cấu trúc vây lưng độc đáo của nó. Đặc điểm này đã dẫn đến tên của nó được dịch là cột sống ngực trong tiếng Hy Lạp. Stethacanthus sinh sống ở các đại dương trong thời kỳ có cuộc sống đa dạng hóa nhanh chóng. Sự hiện diện của nó cung cấp những hiểu biết vô giá về động lực sinh thái của biển khí hậu Devon. Nhiều loài cá, động vật lưỡng cư sơ khai và động vật chân đốt sinh sống ở vùng biển này. Stethacanthus có thể chiếm một vị trí thích hợp trong hệ sinh thái này, ăn những con mồi nhỏ hơn và đóng vai trò duy trì sự cân bằng mong manh của sinh vật biển. Dòng dõi tiến hóa của Stethacanthus vẫn là một chủ đề được quan tâm và thảo luận. Các đặc điểm độc đáo của nó khiến nó khác biệt với các loài cá mập và loài cá thời tiền sử khác. Các nhà nghiên cứu tin rằng Stethacanthus có thể là họ hàng xa của cá mập hiện đại, và các giải phẫu bất thường của nó có thể cung cấp manh mối về giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa của cá mập. Tuy nhiên, do hồ sơ hóa thạch hạn chế và những thách thức trong việc giải mã di truyền cổ đại, việc truy tìm dòng dõi chính xác của nó đã được chứng minh là đầy thách thức. Bất chấp sự biến mất của nó, di sản của Stethacanthus vẫn còn tồn tại thông qua những hóa thạch được phát hiện và những hiểu biết sâu sắc mà nó mang lại về thế giới cổ đại. Các nhà cổ sinh vật học tiếp tục nghiên cứu những hóa thạch này, sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như quét CT và tái tạo kỹ thuật số để hiểu rõ hơn về giải phẫu và hành vi của chúng. Tương tác với các loài khác. Stethacanthus có thể đóng vai trò là kẻ săn mồi cấp trung ở vùng biển kỷ Devon. Nó có hình dạng cơ thể thon gọn và hàm răng sắc nhọn, cho thấy sự thích nghi với việc săn và bắt những con mồi nhỏ. Chế độ ăn của nó có thể bao gồm nhiều loại cá khác nhau, cá mập nhỏ và có thể là một số động vật không xương sống. Vây lưng giống như cái bàn ủi có thể đã thu hút con mồi hoặc đe dọa các đối thủ tiềm năng, mặc dù mục đích chính xác của nó vẫn là một chủ đề gây tranh luận. Sinh vật này cùng tồn tại với các loài săn mồi khác và sự cạnh tranh về tài nguyên có thể là một khía cạnh quan trọng trong sự tương tác của nó với các loài khác. Mỗi loài có khả năng phát triển các chiến lược săn mồi cụ thể và sở thích kiếm ăn thông qua sự phân biệt thích hợp để giảm thiểu sự cạnh tranh trực tiếp. Mặc dù bằng chứng cụ thể về mối quan hệ cộng sinh liên quan đến Stethacanthus còn khan hiếm, loài săn mồi này có thể tương tác với các loài khác để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ví dụ, Remora, loài cá thời hiện đại bám vào các động vật biển lớn hơn, chẳng hạn như cá mập, bằng cách sử dụng vây lưng chuyên dụng. Những con dung này ăn những mảnh vụn do bữa ăn của động vật chủ thể để lại, đồng thời nhận được sự bảo vệ. Tương tự, một số loài có thể được liên kết với Stethacanthus. Ý nghĩa văn hóa. Nghiên cứu về Stethacanthus góp phần giúp chúng ta hiểu biết rộng hơn về sinh vật tiến hóa, cổ sinh thái học và các chiến lược thích nghi mà các loài cổ đại sử dụng để sinh tồn. Vẻ ngoài bí ẩn của Stethacanthus không chỉ mê hoặc các nhà khoa học mà còn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và sáng tạo trên nhiều phương tiện khác nhau. Stethacanthus đã tìm được cho mình chỗ đứng trong cách thể hiện nghệ thuật, từ những hình minh họa cổ điển phức tạp cho đến những mô tả giàu trí tưởng tượng cho phim ảnh và văn học. Các thuộc tính vật lý độc đáo của nó, chẳng hạn như vây lưng, đã dẫn đến những cách giải thích mang tính suy đoán và sáng tạo, góp phần tạo nên niềm đam mê tổng thể với cuộc sống thời tiền sử. Mặc dù Stethacanthus có thể không được công nhận ở mức độ nào đó so với những loài cá nổi tiếng hơn cùng thời, nhưng tính độc đáo và đặc điểm bí ẩn của nó khiến nó trở thành một công cụ có giá trị cho truyền thông và giáo dục khoa học. Các cuộc triển lãm trong bảo tàng lịch sử tự nhiên, phim tài liệu và tài nguyên giáo dục thường được sử dụng Stethacanthus làm điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận về lịch sử tiến hóa, hệ sinh thái biển cổ đại và chính quá trình khoa học. Bằng cách thu hút công chúng đến với những loài ít được biết đến hơn nhưng không kém phần hấp dẫn như Stethacanthus, các nhà giáo dục thúc đẩy sự đánh giá sâu sắc hơn về sự phức tạp trong quá khứ của trái đất. Mặc dù đã tuyệt chủng hàng triệu năm, nhưng Stethacanthus vẫn gián tiếp đóng góp vào các cuộc thảo luận về việc bảo tồn sinh vật biển đại dương. Vừa rồi là những thông tin về loài cá mập có ngoại hình kỳ dị Stethacanthus này. Các bạn thấy sao về loài này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video đã hữu ích, hãy để lại một like và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.